trứng các bạn nhé. Ốc lết là món sợi sừng của cậu bé, rất là ngon. Ở đây mình sẽ sử dụng 4 quả trứng nhá. Đây là trứng gà ta các bạn ạ. Trứng gà nhà đẻ không phải là trứng gà công nghiệp đâu. Nên rất là ngon. Mình sẽ để vào đây. Mình sẽ đợi nước sôi đi xong rồi. Quên mất là chị ta về mình không cắt đi. Hôm nay mình sẽ mình cái chạo trứng dính mới. Cái chạo này thì chán quá. Mình sẽ ốp từng quả một quả nhé. Cái chảo này sau mình sẽ sử dụng cái lật này, lăn nó thành một lần. Thank you.
hứng rồi đấy. Rồi, chưa có.